Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết đêm nay và ngày mai 16 tháng 11 tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ hửng nắng, tăng nhiệt nhẹ. Mặc dù mức nhiệt tại khu vực Bắc Bộ có tăng nhẹ vào ban ngày, tuy nhiên cần lưu ý ban đêm vẫn có nơi nhiệt độ xuống thấp nhất chỉ còn 17 đến 19 độ. Bên cạnh đó, cơ quan khí tượng thủy văn cũng cho biết thêm, đợt không khí lạnh tăng cường đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 11 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm nay đến chiều mai, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa từ 50 đến 100mm, có nơi trên 200mm. Cũng theo dự báo, đến ngày 17 tháng 11, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa vẫn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa từ 20 đến 50mm, có nơi trên 80mm. Trước ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài tại Trung Bộ, cơ quan khí tượng đã cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai sau mưa lớn, lốc sét, mưa đá ở khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi đạt cấp 2. Ở khu vực Nam Bộ, từ nay đến hết ngày 17 tháng 11 sẽ duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trước tác động của mưa lớn, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa hoa màu tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Sau đây là dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ, có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất 22 đến 25 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm vùng ven biển, gió mạnh lên cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ, vùng núi từ 13 đến 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 22 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Phía Nam có mưa vừa và dông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ. Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gần sáng có lúc có mưa. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất 23 đến 25 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.